Dạ các anh chị, thì tuần trước mình kết thúc cái phần liên quan đến mô tả dữ liệu. Như vậy là mình đã qua hai phần. Phần thứ nhất á, là thu thập dữ liệu bằng cách lấy mẫu. Thứ hai á, là sẽ mô tả dữ liệu bằng một số những cái con số, những giá trị số hoặc là hình ảnh. Và từ đó mình hy vọng là có thể rút một số thông tin tóm tắt về tập dữ liệu mẫu. Dựa vào đó mình có thể đưa ra suy đoán cho quần thể. Chẳng hạn như phân phối của dữ liệu mẫu là phân phối có dạng hình chuông, thì có thể là quần thể cũng phân phối có dạng hình chuông chẳng hạn. Histogram có dạng hình chuông thì quần thể cũng có dạng hình chuông. Cái đó là mình hy vọng vậy thôi ha, còn chính xác hay không thì chưa bàn tới. Thì như vậy cái bước tiếp theo sau khi mà phân tích dữ liệu và mình mô tả dữ liệu bằng thống kê mô tả, thì bước tiếp theo sẽ là dùng cái thông tin mà mình mô tả được và những cái thông tin mình biết được từ tập mẫu để mình đưa ra dự suy đoán hoặc là đưa ra kết luận cho quần thể. Thì bước thứ ba đó là bước thống kê suy lý, tức là mình bắt đầu quan tâm đến quần thể và trả lời những câu hỏi đặt ra cho quần thể. Thì trước khi mà bắt đầu cái phần mà thống kê suy lý á, thì tôi nói thêm một phần liên quan đến xác suất, tại vì nó sẽ là cái cơ sở để mà mình nói về cái phần sau ha. Thì như các anh chị đã biết á, thì các anh chị biết qua histogram á, thống kê mô tả, thì mình có nhiều cái thống kê mô tả vân vân. Về đồ thị thì có hai loại là box plot với lại histogram. Thì khi giới thiệu về histogram, tôi có giới thiệu các anh chị một cái histogram, một cái dạng hình histogram rất thường gặp, đó là dạng hình hình chuông. Tính chất của hình chuông này là tính chất đối xứng nè. Cái đỉnh của nó không quá nhọn, không quá bè nè. Hình dáng của nó giống như hình chuông. Và có nói là đây là một cái dạng histogram rất là thường gặp. Rất là thường gặp, một dạng phân phối rất là thường gặp. Phân phối mà có dạng như vậy người ta gọi là phân phối hình chuông. Hay có một tên gọi khác là phân phối chuẩn, tại vì nó rất là thường gặp cho nó người ta đặt nó là cái chuẩn, phân phối chuẩn. Thì ngoài cái dạng phân phối hình chuông này thì còn một số loại phân phối khác thường gặp. Nó ít phổ biến hơn phân phối này nhưng mà cũng thường gặp ha. Thì nội dung ngày hôm nay đã sẽ giới thiệu qua những cái loại phân phối cơ bản thường gặp. Mình chỉ giới thiệu thôi chứ cần không có đi sâu vào trong cái lý thuyết ha. Chỉ giới thiệu qua những cái loại phân phối. Như một cách nôm na các anh chị hiểu phân phối nghĩa là cái cách mà dữ liệu phân bố nhiều ở phần nào, ít ở phần nào. Hình dạng phân bố như thế nào. Thì nội dung bài hôm nay sẽ là về phân phối xác suất. Thì đây là những cái khái niệm thuộc về xác suất mà mình cũng nên biết qua ha. Thứ nhất là thí nghiệm ngẫu nhiên. Các anh chị có thể tiến hành bất kỳ thí nghiệm nào, ví dụ tung đồng xu cũng gọi là một thí nghiệm. Ví dụ quan sát những cái người số lần mà người ta vượt đèn đỏ chẳng hạn, cũng là một thí nghiệm. Thì khi nào thì nó xếp vào loại thí nghiệm ngẫu nhiên. Một cái thí nghiệm được một cái tiến trình được xếp vào loại là ngẫu nhiên thì khi mà nó đạt cái điều kiện sau, đó là kết quả của cái thí nghiệm đó mang tính chất ngẫu nhiên, hay nói cách khác kết quả của thí nghiệm mình không biết trước được kết quả như thế nào. Thì ví dụ như tôi tô đồng xu, thật sự tôi không biết kết quả nó sẽ là mặt sấp hay mặt ngửa, mặt hình hay mặt số. Hoặc là khi tôi rút một cái lá bài từ bộ bài 52 lá chẳng hạn, tôi không biết thật sự là tôi sẽ rút được con cơ hay là bích hay là chuồng hay là rô. Tôi không biết ha. Như cái hậu quả mình không biết trước được, cái kết quả mình không biết trước được, thì cái thí nghiệm, cái tiến trình đó được gọi là thí nghiệm ngẫu nhiên. Như vậy bất kỳ cái thí nghiệm nào mà các anh chị không biết trước được kết quả thì có thể là tính chất của nó là tính chất ngẫu nhiên. Nếu ví dụ như tôi quan sát số lượng, tôi muốn quan sát thứ số lượng người vượt đèn đỏ ở ở góc Nguyễn Văn Cừ với lại An Dương Vương chẳng hạn, thì tôi bắt đầu tiến hành thí nghiệm, tôi ngồi tôi đếm. Và trước khi mà tiến hành thí nghiệm thì họ hỏi là chẳng hạn hỏi là người này nè có vượt đèn đỏ hay không, tôi không biết. Chỉ khi nào thí nghiệm thực sự xảy ra, tức là có đèn đỏ rồi phản ứng của người ta là dừng hoặc là vượt, thì lúc đó tôi mới có kết quả thực sự. Còn trước khi đó thì tôi có đưa ra dự đoán thì cũng chỉ là dự đoán thôi chứ còn không phải là biết chắc được kết quả. Thì kết quả của một thí nghiệm, nếu mà mình nói bình thường là mình gọi là kết quả,
Nhưng mà trong xác suất thì người ta có thể gọi là hậu quả hay là outcome, dùng từ nào cũng được ha, kết quả hoặc là hậu quả hoặc là outcome. Outcome là thuật ngữ tiếng Anh, thí nghiệm ngẫu nhiên là random experiment. Thì kết quả của thí nghiệm, hậu quả là kết quả của thí nghiệm. Tôi ví dụ như tôm đồng xu thì kết quả là gì? Sắp ngửa, hai kết quả đó thôi, một trong hai kết quả đó. Quan sát một người đến và ở khu vực đèn đỏ, tôi quan sát một người xem người đó có vượt đèn đỏ hay không, thì kết quả chỉ là có vượt đèn đỏ, không vượt đèn đỏ. Còn nếu mà tôi rút một lá bài từ bộ bài 52 lá mà tôi chỉ quan tâm đến cái màu của lá bài thôi, là màu đỏ hay màu đen, thì lúc đó hậu quả của nó chỉ là đỏ hoặc đen. Nhưng mà cũng là thí nghiệm là rút một cái lá bài trong bộ bài 52 lá, nhưng mà nếu tôi quan tâm cái kết quả là giá trị của con bài á là gì, thì nó có thể là ba ba bích ba chuồng ba rô ba cơ, bốn bích bốn chuồng bốn rô bốn cơ, vân vân. Như vậy có thể xảy ra một trong 52 cái hậu quả khác nhau. Như vậy muốn biết hậu quả là gì, mình cần biết là mục tiêu cái người tiến hành thí nghiệm đó là người ta muốn biết cái gì. Không gian mẫu là gì? Không gian mẫu là tập hợp, là liệt kê của toàn bộ những cái hậu quả có thể xảy ra của một thí nghiệm. Ví dụ ha, khi mà tôi tung đồng xu thì thí nghiệm này có thể xảy ra hậu quả là kết quả là mặt sắp, có thể xảy ra kết quả là mặt ngửa. Thì tôi gom hai kết quả này vào trong một tập hợp, thì tập hợp gồm hai giá trị sắp ngửa, nó là một không gian mẫu. Khi tôi rút một lá bài trong bộ bài 52 lá mà tôi chỉ quan tâm màu của nó thôi, thì kết quả của thí nghiệm là đỏ hoặc đen, vì tập hợp hai giá trị đỏ đen đó là không gian mẫu của thí nghiệm này. Vì khi mà tôi rút một lá bài trong bộ bài 52 lá và tôi quan tâm đến cái giá trị của lá bài là bao nhiêu, thì giá trị của lá bài rút ra có thể là con ba rô ba cơ ba chuồng ba bích, ách rô ách cơ chuồng ách bích, vân vân. Thì có tổng cộng 52 cái khả năng xảy ra, cái trường hợp xảy ra, thì tập hợp không gian mẫu là tập hợp toàn bộ 52 cái trường hợp này, phải liệt kê ra toàn bộ giá trị, gồm có ba rô ba bích ba chuồng ba cơ, rồi bốn rô bốn bích bốn chuồng bốn cơ, vân vân. Liệt kê hết ra những cái giá trị mà có thể xảy ra, thì đó là không gian mẫu. Như mình biết thí nghiệm ngẫu nhiên, mình biết hậu quả và mình biết không gian mẫu. Khi mà các anh chị tiến hành thí nghiệm thì các anh chị thí nghiệm đó nó sẽ có một hậu quả nào đó, và liệt kê tập hợp những cái hậu quả có thể xảy ra, nó là hình thành một không gian mẫu. Vậy biến cố là gì? Như vậy không gian mẫu á, mình có thể biểu diễn dưới dạng tập hợp. Nó là tập hợp gồm tất cả những hậu quả có thể xảy ra. Như vậy tập hợp thì các anh chị nhớ lại trong cái toán tập hợp á. Tập hợp thì nó có những khái niệm tập hợp con nè, tập hợp rỗng nè. Như tập hợp con là gì? Như vậy nếu như mà lấy một tập hợp con bất kỳ của cái không gian mẫu đó thì tôi sẽ có một biến cố. Sẽ có một biến cố ha. Nếu ví dụ và ngược lại, một biến cố có thể biểu diễn thành một dạng tập hợp, mà tập hợp đó là tập hợp con của không gian mẫu. Ví dụ ha, xét thí nghiệm. Tôi rút một lá bài trong bộ bài tây và tôi quan tâm đến cái giá trị của lá bài là bao nhiêu, thì không gian mẫu là gì hả? Không gian mẫu là tập hợp tất cả những cái kết quả có thể rút được khi mà tôi rút một lá bài. Thì không gian mẫu tôi liệt kê ra ha, nó sẽ gồm có là con ba bích nè, ba rô nè, ba ba chuồng ha,
Baron nè, Aker nè, vân vân, cho tới con ách bích nè, ách chồ, ách rô, cơ con hai nữa ha, hai bích, hai chồ. Thì tổng cộng này là có là 52 trường hợp ha. Có 52 giá trị. Tại bộ bài có 52 lá mà. Rồi tôi xét. Tập hợp con của S. Tôi ký hiệu tập hợp này là S đi. Thường ký hiệu không không gian mẫu là S ha. Sample space. Mà con của S như sau, ví dụ tôi cho là A 2 bit, 3 bit, 4 bit, phải vân vân, rồi áp bit. Thì A là một biến cố. Vì A là một tập hợp con của S, nên A là một biến cố. Khi đó, có thể biểu diễn A, có thể mô tả A bằng hai cách. Cách thứ nhất là mô tả A như là một tập hợp. Cách thứ hai mô tả bằng lời. Cụ thể như sau, A là biến cố rút được con bích. Thầy các anh chị để ý nè, 2 bit, 3 bit, 4 bit đến up bit vân vân thì nó có tính chất chung của nó là đều là con bit hết. Thì nếu mà các anh chị muốn mô tả biến cố A thì hoặc là các anh chị ghi rõ là biến cố A gồm những trường hợp sau: rút được 2 bit, 3 bit, 4 bit, 5 bit, 6 bit đến up bit. Hoặc là các anh chị mô tả bằng lời: A là trường hợp rút được con bit. Thì hai cái này là tương đương ha. Về bản chất nó là một cái tập hợp con của không gian mẫu. Nó được tập hợp, nó là tập hợp những hậu quả có chung một tính chất nào đó. Cụ thể trong trường hợp này, tính chất chung của những cái hậu quả này là chung đều là con bích hết. Thì nhìn đó là biến cố ha, biến cố là tập hợp con của không gian mẫu. Như vậy tập hợp con, khi mà các anh chị nhớ về tập hợp á, bất kỳ tập hợp nào cũng là con của chính nó. Như bản thân cái không gian mẫu này là tập hợp con của chính nó. Như vậy bản thân S này nè là một biến cố. Là biến cố đặc biệt gồm tất cả các trường hợp luôn. Các anh chị hiểu biến cố là gì chưa ha? Vậy bất kỳ biến cố nào đều biểu diễn được dưới dạng tập hợp và nó là tập con của không gian mẫu. Như vậy mình xét thử một cái ví dụ khác đi. Như vậy là hãy ví dụ tôi yêu cầu là ví dụ tôi mô tả biến cố B là rút được con ắt. Thì bây giờ các anh chị hãy mô tả lại biến cố B bằng tập hợp đi. Như vậy các anh chị phải xem là biến cố này rút được con ắt thì các anh chị phải tìm trong cái tập S này nè những cái hậu quả nào, mỗi cái này là một hậu quả. Ở đây mình có 52 hậu quả ha. 52 giá trị. 52 hậu quả. Thì các anh chị tìm xem là trong 52 hậu quả này hậu quả nào có chung cái tính chất là con ếch thì mình liệt kê vô đây thì mình sẽ được biến cố B. Rồi các anh chị cho tôi kết quả biến cố B nữa.
B là gồm những hậu quả nào? Các anh chị liệt kê ra dưới dạng tập hợp. Đúng rồi hả? Áp trường rồi. Thêm một ví dụ nữa trước khi mình qua cái khái niệm mới. Các anh chị làm cái ví dụ hai trước khi mình tiếp tục. Vậy không gian màu S sẽ là có hai đồng xu ha. Trường hợp thứ nhất là hình hình. Trường hợp thứ hai là số số. Trường hợp thứ ba là đồng xu thứ nhất hình, đồng xu thứ hai là số. Thứ tư là đồng xu thứ nhất là số, đồng xu thứ hai là hình. Như vậy giả sử hình nghĩa là mặt hình. Số nghĩa là mặt số. Vậy chính xác ha. Biến có B, biến có A, thường nãy tôi ký hiệu hiệu lộn là tung được hai mặt giống nhau, đó là hình hình hoặc là số số. Bây giờ thêm một câu nữa. Đánh giá khả năng tung được hai mặt giống nhau là bao nhiêu phần? Bao nhiêu phần? Các anh chị thử đánh giá thử. Nếu mà tung một đồng xu mà tôi tung được mặt hình là bao nhiêu? Thì đồng xu hai mặt nó ngang nhau mà, thì khả năng tung được mặt hình là 50. Khả năng tung được mặt số là 50. Mỗi cái là 50% ha. Bây giờ câu hỏi khó hơn một chút. Bây giờ tung hai đồng xu, tôi muốn đánh giá cái khả năng tung được hai mặt giống nhau là bao nhiêu?
bằng con số cụ thể ha, bao nhiêu phần trăm? Các anh chị dự đoán nó là bao nhiêu? Hay nói cách khác đó là 50% hay là 0.5 hay 1.2, ba giá trị này là bằng nhau. Nó đều là 1.2, 1/2 hết, là đều là 0.5 hết. Biểu diễn khác nhau thôi, biểu diễn phần trăm hay là số thật hay phân số thôi. Không quan trọng ha, dùng cái nào cũng được. Như vậy khi mà tôi yêu cầu các anh chị đánh giá cái khả năng xảy ra, khả năng tung được mà hai mặt giống nhau, hay tôi nói cách khác, nó chính là khả năng biến cố A xảy ra. Chỉ là ngôn từ khác nhau, bản chất nó là như nhau ha. Khả năng biến cố A xảy ra chính là khả năng tung được hai mặt giống nhau. Và các anh chị đánh giá bằng một con số cụ thể. Và nếu các anh chị để ý á, khi tôi hỏi là đánh giá bao nhiêu phần trăm thì kết quả tôi không biết chưa đúng sai, nhưng nếu các anh chị cho số âm chắc chắn sai. Nếu các anh chị cho số lớn hơn 100% chắc chắn sai. Như vậy nó chỉ nằm từ 0 đến 100%. Hay nói cách khác nó nằm từ giá trị 0 đến 1. Thì mình biểu diễn bằng phần trăm cũng được, bằng số thật cũng được mà. Và cái con số dùng để đánh giá khả năng xảy ra của biến cố, người ta gọi là xác suất của biến cố ha. Nhà các anh chị nhớ nè, mình có hai cái khái niệm nó sẽ gặp thường xuyên. Thứ nhất là ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên theo nghĩa là gì? Nghĩa là mình không biết trước được kết quả. Cái thứ hai là khái niệm xác suất. Xác suất là gì? Nó là con số dùng để đánh giá khả năng xảy ra của một biến cố. Thuật ngữ tiếng Anh xác suất là probability. Nó là một con số và nó là số thật. Các anh chị có thể viết nó dưới dạng phân số, có thể viết nó dưới dạng số thập phân, có thể viết nó dưới dạng phần trăm, nhưng bản chất nó là số thật, là giá trị thật thôi ha. 50% chính là 0.5, 1/2 chính là 0.5 thôi. Nó là một con số và giá trị của nó là nằm từ 0 đến 1, không nhỏ hơn 0 và cũng không lớn hơn 1, diễn tả khả năng xảy ra của biến cố. Nhớ ha, xác suất là con số diễn tả khả năng xảy ra có giá trị nằm từ 0 tới 1 hay là từ 0% đến 100%. Tới đây các anh chị có câu hỏi nào không? Mày sai lát nữa mình tính sau ha. Mình nói luôn chỗ này luôn. Thật ra là 50% với 25% là con số nào đúng hơn? Ở đây có 4 trường hợp nè, các anh chị hình dung nè. Bây giờ tôi có các anh chị hình dung á, là khi mà tung một đồng xu á, chỉ có hai trường hợp. Thì khả năng xảy ra một trong hai trường hợp đó là 50%. Thì bây giờ mình có 4 trường hợp. Khả năng xảy ra hai trường hợp này nó cũng sẽ là 50% ha, kết quả là 50%. Cách tính xác suất như thế nào? Thì thường để tính xác suất của một biến cố, người ta sẽ tính như sau. Mình sẽ rồi, trước cách tính xác suất của biến cố ha. Tôi nghe về đây luôn. Cách tính xác suất ký hiệu là B hoặc là BR, viết tắt của probability. Các anh chị ký hiệu nào cũng được, tôi ký hiệu cho đơn giản là B ha. Nó là số hậu quả thuộc biến cố A chia cho số hậu quả thuộc không gian mẫu S. Là bằng 2 chia 4. Là bằng 0.5, 50% ha.
Đây là cái cách tính xác suất của một biến cố nếu như các anh chị có thể biểu diễn nó dưới dạng tập hợp. Không phải lúc nào mình cũng biểu diễn được, nhưng mà nếu như mình có thể biểu diễn được dưới dạng tập hợp thì mình sẽ tính xác suất theo công thức này. Như vậy quay lại câu 1 này ha, ví dụ 1 này. Câu C. Nãy à. Như vậy ví dụ 1 này thì các anh chị tính thử xác suất của biến cố B là bao nhiêu? Một này ha, và ví dụ rút lá bài á thì tôi muốn tính xác suất của biến cố mà rút được con ếch á là bao nhiêu. Áp dụng cái công thức này mình sẽ đếm số hậu quả thuộc biến cố đó chia cho số hậu quả của thuộc không gian mẫu thì mình sẽ ra con số này. Xác suất thì các anh chị tính thử xác suất B là bao nhiêu. Vậy ha, tôi ghi lại công thức phía này nè. Xác suất của biến cố bằng số hậu quả thuộc biến cố chia cho số hậu quả thuộc không gian mẫu S. Rồi tôi cho phân số đi để các anh chị dễ kiểm tra tính đúng sai. Nó là số hậu quả thuộc B là mình có 4 hậu quả nè. Số hậu quả thuộc không gian mẫu S thì mình có 52 hậu quả nè. Kết quả là 4 phần 52. Tương tự ha. Xác suất của biến cố A. Tương tự như vậy. Thì số phần hậu quả của biến cố A nè có con 2 bít, 3 bít đến ách bít, tổng cộng 13 ha. Số hậu quả của công nhân mẫu là 52, xác suất là 13 trên 52. Nhưng mà như vậy làm việc ở trên cái mô tả bằng tập hợp của biến cố cũng tốt, nhưng mà nó cái việc tính xác suất nó hơi bất tiện, tại vì các anh chị muốn tính xác suất các anh chị phải phải đếm cái số phần tử của nó. Thì nhiều trường hợp đếm được, rất là nhiều trường hợp các anh chị sẽ đếm được hay và tính được, nhưng có nhiều trường hợp thì cái nó cũng không khó khăn, hoặc là có một số trường hợp mình có thể tính nhanh hơn nếu như mình thay vì mình làm trên tập hợp thì mình sẽ dùng một cái khái niệm khác gọi là biến ngẫu nhiên, tận dụng thêm một khái niệm nữa là biến ngẫu nhiên. Thì biến ngẫu nhiên random variable thì về về mặt ngữ nghĩa random ngẫu nhiên thì theo nghĩa nghĩa như ban đầu mình ngẫu nhiên là cái gì mình không biết trước được kết quả là ngẫu nhiên. Variable là biến, như vậy cái biến này có thể nhận giá trị bất kỳ ha, giá trị nào và giá nhận cụ thể nó nhận giá trị nào mình không biết trước được thì cái đó biến đó gọi là biến ngẫu nhiên. Định nghĩa một cái hình thức, nó là một ánh xạ từ một tập hợp xây dựng trên nền không gian mẫu S và tập hợp các xác suất có thể xảy ra. Thì cái định nghĩa này nó hơi khó hiểu một chút, nhưng mình tôi sẽ ví dụ để các anh chị thấy rõ là cái ý nghĩa của biến ngẫu nhiên này như thế nào. Thực chất nó chính là khi mà mình làm việc thì mình sẽ cố gắng mình đưa nó về không gian số. Thì nếu làm việc trên không gian tập hợp thì làm việc cũng được nhưng nó bất tiện. Đưa về không gian số mình sẽ có nhiều cái thuận tiện trong tính toán hơn. Sau này mình sẽ thấy ha. Như vậy người ta đưa về không gian số
Có rất là nhiều cách đưa về không gian số, tùy vào cái mình quan tâm kết quả gì ở thí nghiệm. Mình lấy cái ví dụ hai này ha. Rồi. Giả sử như tôi tung hai đồng xu cùng lúc, mỗi đồng xu có hai mặt, mặt hình mặt số, và tôi quan tâm cái số lượng mặt hình tôi tung được. Giả sử như tôi quan tâm thì không gian mẫu nó như cũ ha, hãy mô tả không gian mẫu của thí nghiệm này. Thì khi mà không gian mẫu là các anh chị phải liệt kê những hậu quả của thí nghiệm thì nó vẫn như cũ. Nhưng mà khi các anh chị quan tâm, thì tôi là người thực hiện thí nghiệm, tôi chỉ quan tâm đến số lượng mặt hình tung được á, thì các anh chị hãy giúp tôi liệt kê những trường hợp khác nhau về giá trị số lượng mặt hình tung được. Các anh chị liệt kê giùm tôi các trường hợp ha, liên quan đến số lượng mặt hình tung được. Ý thử là nếu tôi quan tâm về số lượng mặt hình thu tung được á, thì cụ thể là nó có những trường hợp nào xảy ra? Ở đây mình tung chỉ tung hai đồng xu thôi ha. Thì có phải á, là nó sẽ có một trường hợp đầu tiên là không có mặt hình nào. Trường hợp 1. Trường hợp 2 sẽ là có một mặt hình. Trường hợp 3 sẽ là có hai mặt hình. Vậy có 3 trường hợp thì bắt đầu các anh chị thấy nó xuất hiện giá trị số nè. Không có, hay là nói cách khác là có không mặt hình. Nhìn bắt đầu có giá trị số là 0, 1 với 2 nè. Ứng với có không mặt hình, thực ra nó là biến cố gì ha? Biến cố mà có không mặt hình thực chất mô tả lại chính là biến cố số số nè, tung được hai mặt số. Còn có một mặt hình, nó chính là biến cố hình số hoặc là số hình. Có hai mặt hình, nó chính là biến cố hình hình. Bây giờ tôi hỏi tôi gọi cái số lượng mặt hình là x ha. Tại sao là biến? Nó có thể nhận giá trị 0, 1 hoặc 2 ha. Và biến này là ngẫu nhiên, tại sao? Tại vì khi các anh chị tung, các anh chị đâu biết là nó sẽ rơi vào hậu quả nào đâu. Nếu nó rơi vào hậu, nó đạt được hậu quả số số thì trường hợp x bằng 0. Nếu nó là hình số hoặc số hình thì x bằng 1. Nếu nó là hình hình thì x bằng 2. Như vậy cụ thể là x bằng 0, 1 hay 2, các anh chị không biết. Như vậy x nhận giá trị nào mình không biết trước, do đó x gọi là biến ngẫu nhiên. Các anh chị hiểu tính chất biến ngẫu nhiên là gì chưa? Nó có thể nhận một trong những giá trị này. Và cụ thể nhận giá trị nào thì không biết trước được. Do đó nó gọi là biến ngẫu nhiên. Các anh chị rõ chỗ này chưa ha? Và khi các anh chị gặp một biến mà có thể nhận một trong những giá trị đó, mà giá trị cụ thể nào mình không biết được, thì có thể nó có tính chất ngẫu nhiên ha. Và thực ra nó còn một cái tính chất nữa,
Rồi. Như vậy là có khâu mặt hình hay nói cách khác? X bằng 0. Có một mặt hình chính là x bằng 1. Có hai mặt hình chính là x bằng 2. Các anh chị nói bằng lời cũng được, diễn tả bằng giá trị cũng được. Như vậy các anh chị cho tôi biết thử xác suất x bằng 0 là bao nhiêu? Xác suất x bằng 1 là bao nhiêu? Xác suất x bằng 2 là bao nhiêu? Xác suất x bằng 0 á, thường á là người ta có thể viết tắt là xác suất 0 là đủ thôi. Khỏi ghi x bằng, xác suất 1. Xác suất 2. Trừ khi có nhiều biến á mình mới ghi rõ là x hoặc là y, còn có một biến thì mình cứ ghi x b0 b1 b2 thôi. Các anh chị cho tính giùm tôi các vẽ mấy xác suất này là bao nhiêu? Lúc này thì các anh chị để ý nè, x bằng 0 chính là biến cố số số, x bằng 1 chính là biến cố hình số hay là số hình, x bằng 2 chính là biến cố hình hình. Như vậy cách tính xác suất quay lại cách tính trên đây ha. Đếm số hậu quả thuộc cái biến cố chia cho số hậu quả thuộc không nhân mẫu. Như vậy kết quả đây sẽ là, tôi để nguyên phân số cho các anh chị dễ theo dõi ha. Ở đây biến cố này có một hậu quả, không gian mẫu có bốn hậu quả. Biến cố này có hai hậu quả, không gian mẫu có bốn hậu quả. Biến cố này có một hậu quả, không gian mẫu có bốn hậu quả. Chính xác ha, chính xác. Chính là 0.5. Chính là 0.5, 0.25, 0.5 và 0.25. À, mình sẽ thấy được cái định nghĩa đó nó rõ hơn. X bằng 0 sẽ ứng với trường hợp gồm hậu quả là số số. X bằng 1 sẽ ứng với trường hợp hậu quả là hình số hoặc số hình. X bằng 2 sẽ ứng với trường hợp hậu quả là hình hình. Như vậy tất cả những trường hợp của x này nó sẽ phải gồm đủ tất cả những trường hợp, những hậu quả trong không gian mẫu S. Như vậy cái giá trị của x này được xây dựng dựa vào không gian mẫu S. Và ứng với mỗi trường hợp x này bằng giá trị 0, 1, 2 nó sẽ có, mình có thể đánh giá được xác suất. Dĩ nhiên tại vì mỗi trường hợp này là một biến cố, mà biến cố thì mình có thể tính được xác suất. Như vậy quay lại cái định nghĩa ha. Biến ngẫu nhiên là ánh xạ từ một tập hợp xây dựng trên nền không gian mẫu S vào tập các xác suất có thể xảy ra. Cụ thể, biến ngẫu nhiên x này được định nghĩa nó là tập hợp giá trị 0, 1, 2. Giá trị 0, 1, 2 này được xây dựng dựa vào không những cái hậu quả này, đếm cái số lượng hậu quả trong từng trường hợp. Và ứng với mỗi trường hợp này nó có một con số xác suất, cho nó là ánh xạ. Thì các anh chị rõ cái ý nghĩa nó chưa? Như vậy lưu ý là biến ngẫu nhiên thì sẽ có xác suất ha. Mỗi giá trị của biến ngẫu nhiên sẽ có một con số xác suất. Vậy mình làm thêm một cái ví dụ nữa ha. Ví dụ 4 đi.
mình tiếp tục cái này chứ. Như vậy mình tiếp tục trước khi mà qua ví dụ khác ha. Như vậy để dễ theo dõi, tôi có thể lập một cái bảng trang như sau. Ở phía trên là giá trị x ha. Là biến. Biến này có thể nhận giá trị 0 nè, 1 nè, 2. Ở phía dưới là xác suất của x bằng một cái giá trị nào đó, có thể là 0 hoặc 1 là 2. Do tôi chưa biết là giá trị nào, tôi gọi là a đi. Hoặc là gọi x nhỏ đi. Mà thường người ta không có viết là x bằng vậy, người ta ghi luôn giá trị này. Giá trị x nhỏ này là giá trị cụ thể. Cái x này thì cho biết là biến thôi. Thì giá trị xác suất của 0 á, trường hợp bằng 0 là 0,25, bằng 1 là 0,5. Trường hợp bằng 2 là 0,25. Thì cái bảng mà liệt kê tất cả những cái giá trị của x và xác suất tại từng giá trị đó, bảng này gọi là bảng phân phối xác suất. Bảng phân phối xác suất nó cho biết là cái dữ liệu của thí nghiệm á nó phân phối như thế nào, nó rơi vào trường hợp 0 là bao nhiêu phần trăm, rơi vào trường hợp 1 là bao nhiêu phần trăm, rơi vào trường hợp 2 là bao nhiêu phần trăm. Và nếu như bảng này đúng thì tổng cái giá trị xác suất của tất cả các trường hợp này nó phải là 100%, nó phải là 1 ha. Còn nếu như không là 1 mà nó nhỏ hơn 1, nghĩa là thiếu một cái trường hợp nào đó của biến x, nó có thể nhận thêm giá trị nào đó mình không nhớ, mình quên ha. Đấy là tổng xác suất của tất cả các trường hợp phải là 1. Thì bảng này gọi là bảng phân phối xác suất. Dựa vào đây các anh chị sẽ biết được x bằng bao nhiêu thì xác suất cao, x bằng bao nhiêu thì xác suất thấp. Do đó nó gọi là bảng phân phối xác suất. Như vậy phân phối xác suất là gì? Nó là chính là cái bảng này. Nó là tập hợp những giá trị của x và xác suất tương ứng cho từng giá trị đó. Vậy nó là tất cả những giá trị của x và xác suất tương ứng. Nếu mà trường hợp ít ít rời rạc thì mình không liệt kê được, một số trường hợp mình không liệt kê được thì lúc đó mình phải vẽ hình. Thì mình sẽ có đồ thị phân phối xác suất. Ở đây ba trường hợp thì các anh chị liệt kê thôi, vẽ hình cũng được. Vậy liệt kê thôi cũng được ha. Các anh chị rõ phân phối xác suất là gì chưa? Vậy khi mà nói đến phân phối xác suất, các anh chị hình dung phân phối xác suất phải cung cấp được cho các anh chị hai thông tin. Thông tin thứ nhất là những cái giá trị của biến x. Thông tin thứ hai là xác suất của từng giá trị đó là bao nhiêu. Người ta có thể đưa cái bảng, người ta có thể vẽ hình, nhưng mà dù bảng hay hình cũng phải đủ hai thông tin. Thì như vậy dựa vào bảng phân phối xác suất hay là cái đồ thị phân phối xác suất, các anh chị sẽ biết được cái cách, cái sự phân phối của giá trị của biến ngẫu nhiên khi mà tiến hành thí nghiệm. Nhận được giá trị 1 nè với xác suất tương đối cao 50%, giá trị 0 và 2 với xác suất thấp hơn 0,25 hay là 25%. Nhưng mà như vậy á, thì nếu mà tôi tung nhiều lần thì kỳ vọng tôi tung được giá trị nào nhiều nhất? 0, 1 hay là 2? Thì trung bình tôi sẽ, bây giờ tôi tiến hành thí nghiệm một lần thì có thể là 0, 1, 2. Tiến hành thí nghiệm hai lần thì trường hợp thứ nhất có thể là 0, 1, 2. Trường hợp thứ hai có thể là 0, 1, 2. Giả sử tôi tiến hành thí nghiệm nhiều lần và tôi tính trung bình của tất cả những lần đó thì con số trung bình nó sẽ là khoảng bao nhiêu. Thì khi các anh chị quan tâm đến cái trung bình của kết quả của thí nghiệm của biến ngẫu nhiên á, khi mà tiến hành thí nghiệm nhiều lần, cứ một lần thí nghiệm thì biến ngẫu nhiên sẽ nhận được một giá trị, lần thứ hai sẽ nhận giá trị thứ hai, lần thứ ba sẽ nhận giá trị thứ ba, lần thứ tư sẽ nhận giá trị thứ tư. Các anh chị tiến hành 1.000 lần thì biến ngẫu nhiên sẽ có 1.000 giá trị ứng với 1.000 lần đó. Giả sử như các anh chị quan tâm đến trung bình của 1.000 giá trị thu được của 1.000 lần thí nghiệm thì liệu giá trị trung bình nó khoảng là bao nhiêu? Thì một cách dễ làm đó là các anh chị cứ thực hiện thí nghiệm rồi các anh chị ghi nhận lại. Sau khi ghi nhận lại
thì các anh chị tính trung bình thôi, giống như mình tính trung bình của tập mẫu hôm trước nha. Nhưng mà nếu mà tôi muốn tăng số lần thí nghiệm lên thêm 1.000 thì 2.000 thì giả sử cũng làm được đi. Tôi muốn nói là như vậy, nếu như tăng đến vô cực thì sao, vô hạn lần thì trung bình nó khoảng bao nhiêu. Thì có một cách để tính giá trị trung bình của các lần thí nghiệm với số lần thí nghiệm rất lớn tăng đến vô hạn lần, nhưng mà mình không cần phải tiến hành thí nghiệm, nếu như với điều kiện rằng mình biết được cái phân phối xác suất. Còn nếu các anh chị chưa biết được phân phối xác suất, buộc các anh chị phải tiến hành thí nghiệm ha. Còn nếu các anh chị biết trước được cái bảng phân phối này hay là cái đồ thị phân phối xác suất, các anh chị có cách tính mà không cần tiến hành thí nghiệm. Và cái cách, cái giá trị trung bình của các lần thí nghiệm của các biến ngẫu nhiên, giá trị trung bình của biến ngẫu nhiên trong các lần thí nghiệm đó người ta gọi là kỳ vọng ha. Giá trị kỳ vọng hay là giá trị trung bình, nó chính là giá trị kỳ vọng khi các anh chị tiến hành thí nghiệm. Cụ thể nó chính là giá trị trung bình của các lần thí nghiệm với số lần thí nghiệm cực kỳ lớn, rất lớn, có thể là tiến đến vô hạn, thì giá trị đó là kỳ vọng. Để tính giá trị kỳ vọng, một, các anh chị phải tiến hành thí nghiệm rất rất nhiều lần, các ghi nhận lại sau tính trung bình. Cách thứ hai đó là chính xác hơn, đó là nhưng mà nó có điều kiện, đó là các anh chị phải biết được giá trị của bảng phân phối xác suất. Thì giá trị trung bình được tính dựa vào bảng phân phối xác suất như sau: nó sẽ lấy từng giá trị của biến ngẫu nhiên nhân cho xác suất tại giá trị đó, sau đó cộng lại tất cả. Thì mình thử ví dụ ha. Kỳ vọng. Thường ký hiệu kỳ vọng là E, viết tắt của expected value, hay là ký hiệu là mi để cho biết nó là kỳ vọng của biến x, thì có thể là ký hiệu là mi x. Mi này chính là giá trị trung bình của quần thể các anh chị. Các anh chị nếu các anh chị xem quần thể là tập hợp toàn bộ kết quả của thí nghiệm, nếu mà tiến hành một thí nghiệm với số lần rất lớn, ví dụ 10.000 lần đi, thì cái kỳ vọng này chính là trung bình của cái 10.000 lần thí nghiệm đó. Thì công thức tính của kỳ vọng, một là các anh chị phải tiến hành đúng 10.000 lần thí nghiệm, hai là trong trường hợp này các anh chị không cần tiến hành thí nghiệm, các anh chị chỉ cần dựa vào bảng phân phối này. Thì cách tính của nó là nó sẽ lấy từng giá trị, tôi ghi lại công thức trước, lấy từng giá trị x của biến ngẫu nhiên x, tôi ký hiệu là x này ha, nhân cho xác suất tại đó rồi cộng lại. Cụ thể mình sẽ xét từng giá trị của x nè, không, nhân cho xác suất của nó, xác suất của b không, sau đó cộng một, nhân cho xác suất của một cộng hai, nhân cho xác suất của hai. Các anh chị thế số vào tính thôi. Cụ thể là không nhân 0,25 cộng một nhân 0,5 cộng 2 nhân 0,25 bằng 1. Vậy trung bình sẽ là 1. Nếu các anh chị tiến hành thí nghiệm với số lần rất lớn, ví dụ 10.000 lần, 100.000 lần gì đó, rồi ứng với mỗi lần thí nghiệm các anh chị ghi nhận lại giá trị của x, sau đó tính trung bình, thì cái giá trị đó sẽ khoảng là giá trị 1. Đó là giá trị kỳ vọng thôi. Gì chỗ này không?
Tương tự mình sẽ có phương sai. Tại vì nếu mà mình tiến hành thí nghiệm một số lượng lớn, ví dụ 10.000 lần, thì mình sẽ có 10.000 giá trị của biến x. Thì đó là một cái tập dữ liệu quần thể. Mình sẽ tính được trung bình và cũng tính được phương sai, nhưng trên thực tế mình không thể tiến hành thí nghiệm nhiều như vậy. Nhưng may mắn là nhờ có bảng không phân phối xác suất này, mình có thể tính chính xác được giá trị trung bình bằng công thức lấy kết quả, lấy giá trị của biến ngẫu nhiên nhân cho xác suất tại từng giá trị đó rồi cộng lại. Và nếu mà mình có sẵn bảng phân phối xác suất này, mình sẽ cũng sẽ tính được phương sai ha. Phương sai của biến x. Phương sai này gọi là phương sai của biến ngẫu nhiên x. Theo định nghĩa rằng nếu các anh chị tiến hành thí nghiệm rất rất nhiều lần thì các anh chị sẽ thu được một tập hợp những giá trị của x, tập hợp đó rất lớn, và phương sai của tập hợp đó chính là phương sai của biến x. Nhiều là bao nhiêu hơn đó, nhiều là nó tiến đến vô hạn luôn á. Phương sai của x thì ký hiệu là sigma bình phương. Sigma bình phương của biến x ha. Sigma của biến x, bình phương của biến x. Rồi. Thì có thể tính dựa vào cái bảng phân phối này luôn. Sẽ là lấy từng giá trị của biến x trừ cho giá trị trung bình, giá trị kỳ vọng bình phương lên rồi nhân cho xác suất. Như vậy là sẽ là x trừ cho giá trị kỳ vọng mi ha. Ở đây mình có một biến mình ký hiệu là mi, được rồi, khỏi cần mi x. Bình phương lên. Nhân cho xác suất. Thì mình cái này các anh chị cứ áp dụng công thức thôi. X trường hợp thứ nhất nó là không, mi luôn luôn là một ha, mình tính ở trên. Bình phương nhân cho xác suất của không. Trường hợp thứ hai nó là một, mi là một. Trường hợp thứ ba là hai, mi là một. Và các anh chị thế số vào thôi. Kết quả là 0.5. Thì có phương sai thì muốn tính độ lệch chuẩn thì các anh chị lấy căn bậc 2. À, cho trước các anh chị bảng phân phối xác suất thì các anh chị sẽ tính được kỳ vọng của thí nghiệm, của biến ngẫu nhiên trong thí nghiệm đó, và sẽ tính được phương sai ha, cho dù các anh chị không thực sự tiến hành thí nghiệm. Nhưng nếu mà mình biết trước cái phân phối thì mình sẽ tính được giá trị kỳ vọng và phương sai. Như vậy khi mà các anh chị muốn thực nghiệm cái gì đó thì thường các anh chị sẽ quan tâm, ví dụ thực nghiệm về thời gian chạy đi của chương trình, thì thời gian chạy lần thứ nhất cái dữ liệu vào nó sẽ khác, lần thứ hai dữ liệu vào nó sẽ khác, thì kết quả nó sẽ ra khác. Và thường các anh chị làm thí nghiệm, thực nghiệm xong các anh chị phải đưa ra trung bình, đưa ra phương sai. Và trên thực tế là các anh chị sẽ tính trung bình, phương sai, độ lệch chuẩn. Nhưng nếu như may mắn các anh chị biết được cái loại thí nghiệm đó nó rơi vào phân phối cụ thể nào với bảng xác suất phân phối nào á, thì cho dù các anh chị không cần tiến hành thí nghiệm, đưa luôn kết luận luôn trung bình là bao nhiêu, phương sai là bao nhiêu. Đây là một số tính chất của xác suất, của trung bình và phương sai. Tính chất xác suất, tính chất quan trọng nhất nó là con số diễn tả khả năng xảy ra, thì nó chỉ nằm từ 0% đến 100% thôi, hoặc là nó nằm từ 0 đến 1, không thể nào âm, không thể nào lớn hơn 1 thôi. Xác suất của không gian mẫu, không gian mẫu là tập hợp gồm toàn bộ những hậu quả xảy ra của thí nghiệm rồi,
Do đó là không xác suất của không gian mẫu là 100%. Tại nếu nó không bằng 100% nghĩa là các anh chị liệt kê thiếu. Không gian mẫu phải tập hợp tất cả những cái hậu quả có thể xảy ra. Xác suất của không gian mẫu là 1. Khái niệm xác suất biến cố bù. Trong tập hợp mình có tập hợp bù. Tập hợp bù nó là hiệu số của tập vũ trụ trừ cho bản thân tập hợp đó. Tức là nếu mà lấy tập hợp bù, các anh chị hợp với cái tập hợp đang xét á, thì nó sẽ được tập vũ trụ. Còn nếu lấy tập hợp bù giao với tập đang xét thì các anh chị sẽ được rỗng. Thì biến cố bù chính là biến cố, chính là tập hợp bù của biến cố mình đang xét. Tôi ví dụ ha, tôi xét biến cố ít nhất một mặt hình thì phần bù của nó là gì? Ít nhất một mặt hình là nó có những trường hợp là một hoặc là hai, thì phần bù là cái phần còn lại không thuộc hai trường hợp đó, đó là có không mặt hình. Và một số tính chất của kỳ vọng, nếu các anh chị có hai biến ngẫu nhiên x với y và có một cái biến mới được tạo ra từ x với y bằng cách lấy hằng số a nhân x cộng hằng số b nhân y, thì có thể các anh chị không biết cái phân phối của cái biến mới này nhưng vẫn tính được kỳ vọng của biến mới dựa vào công thức sau. Kỳ vọng của a x cộng b y sẽ là a nhân cho kỳ vọng của x cộng b nhân cho kỳ vọng của y. Đó là cái lợi ích của biến ngẫu nhiên ha. Nếu mà các anh chị làm việc bằng tập hợp á, mình không có những cái tính chất này thì khi mà tính toán mình không có tận dụng được những cái tính chất này để tính kỳ vọng phương sai, xác suất vân vân. Tính chất của phương sai, nếu mà các anh chị có một biến x và có một biến mới được xây dựng một cách lấy a nhân x thì phương sai của a x sẽ bằng a bình phương nhân phương sai của x. Tương tự phương sai của a nhân x cộng b sẽ là a bình phương nhân cho phương sai của x. Tương tự phương sai của x cộng y sẽ là phương sai của x cộng cho phương sai của y nếu như y độc lập xác suất. Và độ lệch chuẩn của a x sẽ là trị độ của a nhân cho độ lệch chuẩn của x. Như vậy trong đây mình sẽ có hai cái khái niệm tôi nói kỹ lại một chút. Đó là khái niệm biến cố bù. Thường biến cố bù sẽ ký hiệu là bằng chữ A rồi mũ phía trên là chữ C hoặc là tên biến cố ha. Không gian mẫu thì ký hiệu là S. Biến cố thì ký hiệu là chữ cái, trong bảng chữ cái A, B, C, D. A, B, C, D viết hoa ha. Biến cố bù thì ký hiệu là A, C hoặc là A mà có một cái gạch ngang ở phía trên đầu. A gạch ha. Tùy sách mà người ta dùng cái hiệu nào. Là biến cố thỏa hai tính chất sau. Thứ nhất, đó là lưu ý biến cố là tập hợp mà. Thì mình sẽ có một số phép toán trên tập hợp. A mà giao với lại A AC là bằng rỗng ha. Ta không có hậu quả nào vừa thuộc A vừa thuộc bù của A hả? Trường thứ hai, A với AC hợp lại á hợp lại á thì bằng không gian mẫu S. Nghĩa là phần hậu quả nào mà thuộc A thì sẽ không thuộc AC, mà không thuộc A thì sẽ thuộc AC, do đó mới gọi là hai phần bù của nhau là vậy á. Không thuộc biến cố này sẽ thuộc biến cố bù của nó và ngược lại.
Khái niệm thứ hai là khái niệm độc lập xác suất. Hai biến cố. Gọi là độc lập xác suất khi và chỉ khi. Biến cố A xảy ra hay không xảy ra đều không ảnh hưởng, không làm thay đổi xác suất của biến cố B. Và ngược lại ha. Tương tự và ngược lại, biến cố B xảy ra hay không xảy ra đều không làm thay đổi khả năng xảy ra của biến cố A, thì khi đó hai cái biến cố này gọi là độc lập xác suất. Tại vì nó không làm thay đổi khả năng xảy ra, nghĩa là nó không thay làm thay đổi xác suất, nó không làm ảnh hưởng đến xác suất ha của biến cố kia, cho nên gọi là độc lập xác suất. Còn nếu như hai biến cố không độc lập xác suất thì nó sẽ gọi là phụ thuộc xác suất. Đều không làm thay đổi, xin lỗi tôi ghi sai. Tung hai đồng xu hai lần, gọi A là biến cố thứ nhất tung được, nếu tôi xét thí nghiệm sau ha, tôi tung đồng xu hai lần. Lần thứ nhất nếu mà tôi tung được hình số hay số hình á thì tôi bỏ một đồng xu đi, lần thứ hai tôi tung một đồng thôi. Còn nếu mà lần thứ nhất tôi tung được hình hình hay số số, tức là hai mặt giống nhau á, lần thứ hai tôi tung hai đồng xu. Thì giờ tôi gọi biến cố A là biến cố lần thứ nhất tung được một mặt hình và biến cố B là biến cố lần thứ hai tung được một mặt hình. Thì hỏi thử là A và B có độc lập xác suất không?
Biến cố A liên quan đến lần tung thứ nhất, biến cố B liên quan đến lần tung thứ hai. Nên nếu mà có phụ thuộc thì B phụ thuộc A, chứ không có xảy ra ngược lại ha. Do cái thứ tự thời gian mà. Vậy mình chỉ cần xét một chiều là xem nếu A xảy ra thì khả năng B xảy ra là như thế nào. Nếu A không xảy ra thì khả năng B xảy ra là như thế nào. Nó có ảnh hưởng đến B không? Nếu có, nghĩa là phụ thuộc. Còn nếu không, nghĩa là độc lập. Vậy tôi xét ha. Xét hai trường hợp. Nếu biến cố A xảy ra, nếu biến cố A xảy ra, chuyện gì xảy ra ha? Nghĩa là tung được một mặt hình. Nghĩa là tung được hình số 2 số hình. Khi đó, trong lần thứ hai chỉ tung một lần thôi. Do vậy xác suất xảy ra biến cố B lúc này. Lúc này xác suất B xảy ra là bao nhiêu? Mình chỉ tung một đồng xu thì xác suất tung được mặt hình sẽ là 50% ha, 0.5. Tại vì tôi chỉ tung một đồng xu mà. Ngược lại, nếu như biến cố A không xảy ra nghĩa là tung được hình hình hay số số. Khi đó trong lần thứ hai tung hai đồng xu. Lúc này xác suất B xảy ra là mình tung tung hai đồng xu thì khả năng tung được đúng mặt hình là bao nhiêu? Thì quay lại đây ha, tung hai đồng xu thì khả năng tung được một mặt hình nè. À, 0.5. 0.5. Để, xin lỗi tôi cho ví dụ này nó hơi dở. Tôi cho ví dụ này nó hơi dở ha. Cái gì không thấy được nó khác biệt nhiều. Nha, mặt số đi. Số đi. Thì trường hợp A xảy ra nó như cũ. Trường hợp B xảy ra nè. Tôi đổi này chút nha. Không mặt hình. Trường hợp A xảy ra thì như cũ ha, trường hợp B xảy ra thì mình xem trên cái bảng phân phối này không mặt hình thì xác suất nó là 0.25. Vậy kết quả là 0.25. Lý do thì xem lại ví dụ ha, ba vậy các anh chị sẽ thấy nè, A xảy ra thì xác suất của B sẽ là 0.5. A không xảy ra, xác suất của B sẽ là 0.25. Như vậy rõ ràng cái sự việc A có xảy ra hay không, nó có ảnh hưởng khả năng xảy ra của B. Thì khi đó mình gọi là biến cố B phụ thuộc vào biến cố A. Tôi đổi lại là không ảnh hưởng đi ha. Do đó biến cố B không độc lập xác suất. Biến cố B phụ thuộc xác suất vào biến cố A. Cụ thể phụ thuộc theo nghĩa là nếu A xảy ra xác suất sẽ khác, mà nếu A không xảy ra xác suất của B sẽ khác. Thì về mặt ký hiệu á, ký hiệu con số 0.5 này là xác suất B xảy ra trong trường hợp A xảy ra.
thì người ta sẽ ký hiệu B, xác suất của B, cái gạch đứng vậy nè, A, đọc là xác suất của B, điều kiện A, nó chính là xác suất của B nếu như A xảy ra. Tương tự, xác suất của B nếu A không xảy ra, ký hiệu là xác suất của B, điều kiện A không xảy ra, nó chính là bù của A ha. Cái nào xảy ra trong A thì sẽ không có thuộc bù của A, và thuộc bù của A thì sẽ không thuộc A. Do đó A không xảy ra chính là bù của A. Tôi ký hiệu A gạch đi, thường người ta ký hiệu A gạch nhiều hơn. Đổi lại trên đây. Xác suất này gọi là xác suất có điều kiện ha. Xác suất B điều kiện A hay B điều kiện bù của A gọi là xác suất có điều kiện. Nên nó phải có cái giả định gì đó rồi mình tính xác suất, nên nó gọi là xác suất có điều kiện. Thì cái gì rõ độc lập xác suất là gì chưa ha? Như vậy, tóm lại ha. Tóm lại. Nó là xác suất của B xét trong trường hợp nếu A đã xảy ra. Đây là xác suất có điều kiện. Như vậy, mình có thể định nghĩa lại cái độc lập xác suất. B độc lập xác suất A nếu và chỉ nếu xác suất B xảy ra với điều kiện A, hay là không không A ha. Thì nó đều bằng xác suất của B xảy ra. Nghĩa là có hay không có A thì nó không ảnh hưởng đến xác suất của B. Thì khi đó B gọi là độc lập xác suất. Có A xảy ra hay là có không có A xảy ra gì đó thì nó cũng đều bằng xác suất của B hết ha. Xác suất A xảy ra không ảnh hưởng đến B, thì khi đó nó gọi là độc lập xác suất. Trong cái ví dụ này là ví dụ không có độc lập nè. A xảy ra thì B nó khác, mà A không xảy ra thì B nó khác, thì nó không độc lập nè. Thì mình thử ví dụ hai biến cố độc lập thử ha.
Hai biến cố cũng vậy mà tôi sẽ thí nghiệm khác, tung một đồng xu hai lần. Thì gọi A là biến cố lần thứ nhất tung được mặt hình, gọi B là biến cố lần thứ hai tung được không mặt hình. Bây giờ mình tự tính từ xác suất của biến cố B là nếu A xảy ra là bao nhiêu ha. Cái gì ra tôi kết quả thôi. Cái này nghĩa là xác suất của B điều kiện A, hay nói cách khác, xét trường hợp tính xác suất của B nếu như A xảy ra. A xảy ra nghĩa là lần thứ nhất tung được một mặt hình, khi đó xác suất của B là bao nhiêu? Nếu biết cô A xảy ra ha. Thì xác suất B là bao nhiêu? Các anh chị cho tôi kết quả đi. Tương tự nếu biến cố A không xảy ra. Không chấm năm ha, không chấm năm. Nếu A không xảy ra, nghĩa là lần thứ nhất tung được không mặt hình thì xác suất của B cũng là không chấm năm. Bây giờ tôi nói thêm một cái là tính xác suất của biến cố A. Bây giờ không giả sử nữa, tôi không quan tâm đến A, các anh chị tính liền xác suất của B luôn, tính được hay không? Có một số trường hợp mình tính không được ha, nhưng trường hợp này mình tính được. Lý do vì hai lần tung này chẳng liên quan gì với nhau hết. Tôi bỏ qua kết quả của lần tung thứ nhất, tôi tính luôn kết quả của lần tung thứ hai luôn cũng được. Thì xác suất của biến cố B là bao nhiêu? Tôi không cần quan tâm kết quả của lần thứ nhất. Giả sử các anh chị không biết kết quả của lần thứ nhất đi, không biết là A có xảy ra hay không. Bây giờ yêu cầu các anh chị tính luôn kết quả của lần thứ hai nè, xác suất biến cố B là bao nhiêu? Các anh chị tính được không ha? Tôi bỏ cái này nha. Được kết quả của lần tung thứ nhất thì nếu yêu cầu các anh chị tính xác suất của biến cố B, các anh chị vẫn tính được vì hai lần tung này không liên quan gì với nhau hết, 0.5. Và vì xác suất của biến cố B điều kiện A bằng với xác suất của biến cố B bằng 0.5 nên B độc lập xác suất với A. Ở đây mình chỉ cần quan tâm là B độc lập với A hay không ha. Vì tôi đổi lại một tí, cái này cũng, cái này thật ra cũng không cần có cũng được. Quan trọng là các anh chị kiểm tra xác suất B điều kiện A có bằng B hay không. Hoặc là ngược lại, B điều kiện gạch A có bằng xác suất của B hay không. Đây là cái phép kiểm tra xem biến cố B có độc lập hay là phụ thuộc biến cố A. Độc lập theo nghĩa là A xảy ra sẽ không ảnh hưởng đến xác suất của B, mình luôn tính được xác suất của B cho dù A có xảy ra hay không. Còn nếu nó phụ thuộc thì các anh chị phải chia trường hợp A xảy ra xác suất là bao nhiêu, A không xảy ra xác suất là bao nhiêu. Còn nếu yêu cầu các anh chị tính luôn không chia trường hợp thì sẽ khó ha, mình sẽ tính được mình sẽ khó. Vậy các anh chị biết rõ là xác suất có điều kiện là gì chưa ha? Nó chính là mình giả sử một cái điều kiện nào đó, sau đó mình giả sử một biến cố nào đó đã xảy ra, sau đó mình tính xác suất của biến cố mới, thì đó là xác suất có điều kiện. Và tính độc lập xác suất có thể được kiểm kiểm tra bằng cách tính xác suất có điều kiện với xác suất ban đầu coi nó có bằng nhau hay không.
Các anh chị có câu hỏi nào không? Hôm nay như vậy mình thứ nhất qua một cái số các khái niệm cơ bản của xác suất. Đó là trong đó những khái niệm quan trọng nhất các anh chị cần nhớ. Đó là xác suất. Xác suất ha. Xác suất nè. Ngẫu nhiên nè. Phân phối xác suất, xác suất, phân phối xác suất. Biến ngẫu nhiên. Vậy được rồi ha. Xác suất, phân phối xác suất và biến ngẫu nhiên. Và một số khái niệm nói thêm là xác suất có điều kiện với độc lập xác suất. Thì tuần sau mình sẽ đi tiếp cho xong bài này luôn. Các phần sau của bài này sẽ là giới thiệu một số cái loại phân phối xác suất thường gặp, cơ bản thường gặp, được chia làm hai nhóm, đó là phân phối rời rạc và phân phối liên tục. Trong đó cái xác suất mà hình chuông là xác suất quan trọng nhất. Phân phối theo hình chuông là phân phối quan trọng nhất. Mình sẽ đi kỹ phân phối hình chuông. Phân phối đó gọi là phân phối chuẩn. Chữ chuẩn là standard, nghĩa là tiêu chuẩn ha. Normal chứ, tôi xin lỗi. Normal nghĩa là bình thường. Chuẩn ở đây nghĩa là thường gặp. Normal ha, rất là thường gặp. Hôm nay mình dừng nội dung ở đây thôi. Gặp lại các anh chị tuần sau. Chào các anh chị.